Bé gái 4 tuổi ủng hộ hơn 10 triệu đồng chống dịch Covid-19. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, bé Nguyễn Ngọc Tú Anh, Hải Phòng, biết về phong trào thiếu niên nhi đồng chung tay phòng dịch. Chiều ngày 22 tháng 4, bé mang heo đất tới trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng ủng hộ số tiền 10 triệu 650 ngàn đồng. Anh Nguyễn Ngọc Hiệp, bố bé Tú Anh, cho biết số tiền trên được bé gom góp từ tiền mừng tuổi, tiền thưởng do làm tốt việc nhà, được tiết kiệm trong lợn đất. Được gia đình động viên, em muốn góp phần nhỏ bé để hành động lan tỏa hành động. Với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tấm lòng của bé Tú Anh khiến những người công tác ở tuyến đầu chống dịch thêm đoàn kết, cố gắng mỗi ngày. Đây không chỉ là tình cảm, trách nhiệm mà còn gửi gắm niềm tin chiến thắng đại dịch của thiếu nhi nói riêng, người dân thành phố nói chung. Trước đó, vào mùng 3 tháng 4, cháu Phạm Khắc Ngọc Bảo, học sinh lớp 2C trường tiểu học Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, cũng gửi tặng chương trình phòng chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền 2,8 triệu đồng. Khó khả thi khi giãn cách học sinh 1,5 mét trong lớp. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh các tỉnh nguy cơ thấp đi học trở lại phải đảm bảo chặt chẽ quy trình phòng dịch bệnh và giãn cách, trong đó, đảm bảo khoảng cách 1,5 mét giữa mỗi bàn học. Với tình hình sĩ số lớp đông hiện nay, liệu yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo có đang gây khó? Việc quy định chỗ ngồi cần được thực thi chặt chẽ, học sinh ngồi ở các đầu bàn chéo nhau đảm bảo khoảng cách. Trong hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường cố gắng duy trì các biện pháp để giãn cách. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, nhà trường không nên tổ chức bữa ăn bán trú trong thời điểm hiện tại, đồng thời hạn chế nhất có thể thời gian học sinh ở lại trường, tập trung đông người. Các hoạt động giáo dục tập trung học sinh toàn trường phải tạm ngừng, việc chào cờ đầu tuần phải thực hiện trong lớp học thay vì tập trung ở sân trường. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, về việc thực hiện khoảng cách tối thiểu giữa học sinh là 1,5 mét, Sở chỉ đạo các trường tùy điều kiện, cố gắng thực hiện. Hai vấn đề lớn đối với bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng nhất tại Việt Nam. Đến thời điểm này, bệnh nhân 91 được xem là trường hợp nặng nhất nhiễm Covid-19. Các bác sĩ xác định, bệnh nhân này có hai vấn đề rất lớn. Tiểu ban điều trị cho biết, bệnh nhân 91 sốt cao liên tục từ khi nhập viện, bệnh nhân bị suy hô hấp tăng dần, tổn thương phổi nặng nề. Bệnh nhân được điều trị hỗ trợ hô hấp thở oxy mũi, sau đó chuyển sang thở oxy mát, thở qua mặt nạ, từ ngày 25 tháng 3, từ ngày mùng 5 tháng 4 phải thở máy xâm lấn. Từ mùng 6 tháng 4, bệnh nhân phải đặt ECMO. Liên tục từ đó đến gần 10 ngày sau, bệnh nhân diễn biến nặng, thậm chí có lúc nguy kịch. Đến thời điểm này, BN91 được xem là trường hợp nhiễm Covid-19 nặng nhất. Các bác sĩ xác định, có hai vấn đề lớn ở bệnh nhân này là bị rối loạn đông máu rất trầm trọng, kháng các thuốc đông máu đang dùng ở Việt Nam. Ngoài ra, bệnh nhân cũng bị phản ứng miễn dịch dữ dội. Hiện tại, ngành y tế đã đặt mua thuốc trị đông máu từ Đức về. Đây là thuốc hiếm, hiện trong nước chưa có để điều trị cho bệnh nhân này.